Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Nếu mà như như lôi con tí mà chào. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Lee Philip Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Hiện tại thì mình với anh Tiến, hai anh em đang với cả anh Hậu. Ba anh em đang tiên phong dẫn đầu đi làm công tác chuẩn bị để đoàn xe gạo đang đi phía sau các bạn ạ. Hôm nay sẽ vào trong xã Lunji, xa lắm các bạn, khoảng tầm mấy chục cây từ nhà mình vào mà đi toàn đường đất đây. Anh Tiến có gì muốn nói với các bạn? Nói chung là vào bây giờ buổi trưa rồi, anh thì lúc nào cũng phải là vào kiếm xem là bà con là con gà mình mua lại xong là nhờ người ta thịt luộc chứ anh em không đưa đồ ăn đi. À đây, xin thưa với các bạn là hiện tại bây giờ là 12 giờ 5 phút rồi mà anh em ý bốc gạo từ sáng đến giờ mới xong. Nếu bây giờ mà vào đấy phát gạo là phải phát chắc phải đến tầm 5 giờ chiều mới xong, bởi vì là số lượng nó nhiều lắm các bạn, 1.800 bao mà từ trước giờ chưa bao giờ phát nhiều như thế này. Số lượng dân đông 1.800 hộ các bạn ạ, sau đấy thì còn nhiều nghìn hộ nó đứng xếp hàng để xem nữa, vì đông lắm. Một lát nữa vào đấy thì không biết như nào. Đấy, đi hả? Đi thôi, tí là vào là mình sẽ đi Philip để đi liên hệ nhá. Vào sớm để liên hệ sớm. Hôm nay mình có tài xế riêng các bạn, mày vào hôm nay tuyển anh tài xế. Không cho tài xế ăn được cái gì thì không toan. Lát nữa vào để anh yên tâm, lát nữa vào em kiếm cho con gà. Không đi dọc đường này mua để vào đấy chỉ được thịt được. Trên cái cỏ bán à, trong cái cỏ bán em biết rồi. Trên thì giống cái cỏ bán. Trên dốc đi vào trong nữa, em thấy có người bán trong đấy. Một lát nữa vào mình sẽ tiếp tục quay lại cho các bạn xem. Mua khoảng tầm 15 con. Chỉ 15 con thì 15 người nhưng mà đông nhỉ. Nguyên đội nhà mình đã chục người rồi. Xong là còn cái anh làm việc của anh em mình nữa phải đến 20-30 người đấy. Tâm xã đây rồi các bạn ạ. Bây giờ sẽ đi thẳng đến chỗ của bác chủ tịch xã. À kìa, xe của bác chủ tịch xã đang đỗ đằng trước kìa. Chắc là tập trung ở trên sân vận động ngoài kia này. Xã Lui
gì. Ui, có nhà gì đẹp không này? Đây này này. Nhà gì mà gì mà đẹp cổ kính không này? Nhà này là kiểu nhà thờ ấy. Nhà này như kiểu nhà thờ của người Bồ từ ngày xưa rồi. Cái tôi đi. Cái nào cũng sẽ nói. Tên mùi tụi nó có nhé. Apo Bhutan. Ta đã vâng. Sì, mà agora tem fera, porque nós ficaram vai correr à frente, agora carinha anda não chega. Carinha. Vamos ver a organização, como é que está. Ah, ok, ok, ok. Já, vamos lá. Então, sempre passa à frente. Nhà này là như kiểu nhà thờ ngày xưa bồ, người bồ họ làm này. Đổ nhà thờ bị bỏ hoang rất lâu năm rồi. Tháp chuông này. Đây, giờ sẽ đi vào phía bên này. Đó. Khu vực mọi người đang đứng tập trung. Đàn đây thì lâu năm lắm rồi. Ui, đông lắm các bạn ạ. 1.800 bao nên là cái số lượng người rất là đông. Đông lắm, đông lắm. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Như kiểu là chợ các bạn. Thôi, họ dừng dừng ngay. Dừng đây được không? Đấy. Đây là mọi người đang đứng tập trung ở đây các bạn ạ. Rất là đông. Ok các bạn, đây toàn bộ là người dân đang đứng ở đây xếp hàng đây rồi. Thì bây giờ mình chỉ làm gọi là công tác hậu trường thôi các bạn ạ. Một lát nữa thì tất cả những cái buổi chi tiết của buổi phát gạo thì sẽ được đăng ở trên kênh của Quang Linh. 50. Sim, sim. Mas está um bom micro. Ai, đây là đợt phát gạo lớn nhất từ trước đến giờ các bạn ạ, 1.800 bao, đó rất là đông. Bây giờ mình sẽ đi mọi người xếp hàng xong hết rồi. Đi kiểm tra xem là mọi người đã có phiếu chưa. Lên ra cho em nghe xinh xinh để kiểm tra trước. Tất cả mọi người đang xếp hàng các bạn, 1.800 người. Mama, ra tay papen. No, no tem. Ok. No tem burger. Eso va aquí, ¿qué? Eso va en el... Don, anda, ¿qué? ¿Ah? Oh, vos. ¿En el dique eso para la gente? ¿En el dique? ¿Ya tiene? ¿Tiene?
Ahí no te. Ya. No loot. No. Até aquí, no, sí. No loot. Ninguém debe entrar más aquí no medio, no, sí. Organizadamente yo voy a entregar, volto, entrego, volto, así sucesivamente. ¿Está? Ya. Comandante. Conforme estão organizados, vou passando. Conforme estão. Sí, comenzar aquí, va para allá y después la va para aquí. Sí. Mas no faça un barulho. Voy a iniciar aquí. A partir de aquí va para abajo. Mamá, controlar, ¿eh? Está aquí. Después nos va a llamar ese número. 1460. ¿Y usted? También vamos a correr. Aquí también 1459. Aquí es 1530. Sí, aquí 1529. 1534. 1500 a 1457. Ese es el teu número, ¿no? Mucha ayuda. Ôi giời ơi, đông thật. Wey, 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 wey. Ok các bạn, đó anh em đã phát gạo xong hết rồi. Bây giờ thì tất cả mọi người đã, những ai đã có gạo thì mọi người đã đang đưa gạo đi về. Ok các bạn, thì rồi video ngày hôm nay anh em mình xin phép được kết thúc và dừng lại tới đây. Các bạn thấy video hay, video của anh Nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Đăng ký cả kênh Tiến Nguyễn nữa nha. Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn.